Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đức Khanh. Thể theo lời yêu cầu của một bạn khán giả, trong video này tôi sẽ làm cái mạch điều khiển quạt từ xa trở thành một cái mạch điều khiển đèn và cũng có thể điều khiển motor máy bơm nước. Mời các bạn cùng theo dõi. Giả sử trên bàn thờ có hai loại đèn, đèn hắt dưới lên màu trắng và hai cái nến màu vàng. Thì bây giờ mình sẽ đấu nối làm sao để cho đèn nền được điều khiển riêng và hai cái nến được điều khiển riêng. Mình sẽ đấu nối dây như sau. Ở trên mặt mình nối cái dây cọc số 1 vô. Và mình cho cái cặp dây này là mình nối vô cái dây đèn trắng nha các bạn. Ở cọc số 4 là SW đó, là swing. Mình cũng nối vô một dây. Mình cho đây là dây của cái nến nha các bạn. Còn dây của còn lại của hai cặp này, cái đèn trắng này, đèn nến nè, mình gặp chung lại nhau. Rồi mình nhập chung vô một sợi để mình đi tới cái dây chung nha các bạn. Mình vô dây chung này nè các bạn. Dây còn lại mình cho dây nguồn. Mình cấp nguồn vô đây nha các bạn. Rồi kiểm tra lại. Đây đi tới dây đèn trắng, dây swing số 4 đi tới dây đèn vàng là hai cái nến. Còn dây hai dây còn lại nhập chung vô đi tới cọc số 3 là cọc dây chung. Còn hai dọc cọc còn lại này là dây nóng, này dây nguội. Đây là ghim vô nguồn 220. Các bạn nhìn kỹ. Rồi giờ mình lên gắn trên bàn thờ xong cái test thử nha. Sau khi đấu nối xong thì mình sẽ dùng remote để test thử điều khiển nha các bạn. Mở nút on là đèn trắng sáng. Mở nút swing là nến sáng. Giờ mình thêm một số chỗ nút on nữa là chỉ có nến sáng mà thôi. Tắt nến. Mở lại. Đèn trắng, nến sáng. Tắt hết. Xin lưu ý với các bạn, mạch này chúng ta chỉ làm với những đèn có công suất dưới 40W nha các bạn. Các bạn phải nhớ, phải tính được là dưới 40W thì chúng ta mới xài trực tiếp với cái mạch điều khiển của quạt như thế này. Còn nếu các bạn muốn điều khiển công suất lớn hơn thì các bạn phải đấu nối theo cách sau đây. Và ứng dụng thứ hai là chúng ta dùng để bơm nước nha các bạn, để điều khiển máy bơm. Thì vì con Triac này không thể chịu nổi cái dòng của máy bơm, chúng ta gắn trực tiếp vào đây nó sẽ cháy con này liền. Buộc lòng bây giờ mình phải qua trung gian một cái rơ le. Nếu các bạn có rơ le như vậy nè mà 220V á, cái cuồng này chịu được 220V chạy trực tiếp thì các bạn đấu được. Là các bạn lấy một dây gắn vào cọc số 1, rồi dây này đi về lại cái cổng chung. Dây nguồn mình còn để nguyên nha các bạn. Cái này dây nguồn mình không có thay đổi nha. Nếu các bạn có rơ le này 220V thì các bạn đấu trực tiếp được luôn, là
một cọc số 1 vô một cái cuồng, một cái đầu cuồng của cuồng dây rồi le, và cái đầu ra của cuồng dây các bạn đấu về lại cái cọc chung này nha. Trường hợp bạn không có rơ le 220V chạy trực tiếp, bạn chỉ có rơ le như chẳng hạn cái này tôi có rơ le là 12V DC nha. Đây có 12V thôi. Nhưng mà hai cái mặt vít của nó chịu đựng được 5A 250V. Đấy các bạn. Thì mình sẽ dùng qua trung gian một cái nguồn 220, một cái nguồn 12V. Vô 220 ra 12. Mình sẽ cấp nguồn 12 cho relay rồi sẽ dùng cái tiếp điểm này thôi để khởi động máy bơm. Như vậy mới được. Đấu nối thì bây giờ ta dùng cái nguồn 12 này, thay vì ghim 220 trực tiếp thì mình cho qua trung gian cái mạch này bằng cách là vào cổng số 1. Dây còn lại bạn cho xuống cổng chung. Dây 12 của bộ nguồn ta đấu vào cuộn dây 12 của relay. Đây, mình sẽ ghim nguồn 12 vô cuộn relay. Đây. Rồi. Đây là hai cái mặt vít của nó nha các bạn. Giờ mình sẽ đấu nguồn 220 cho máy bơm ở đây và đầu ra cho máy bơm ở đây. Đầu vô, đầu ra. Và hai dây còn lại mình sẽ nối cái domino này để cho nó ra cái máy bơm. Giờ mặt lại nha các bạn. Máy bơm vô đây. Lên đây. Một má vít bên này, còn má vít bên kia là dây cấp nguồn cho máy bơm. Còn dây trắng này là cấp 12V cho relay. Dây của nguồn 12 được đấu với lại mạch điều khiển. Và cuối cùng hai dây này là chúng ta đấu vô nguồn 220 để nuôi mặt điều khiển. Và đây là dây cảm biến. Giờ mình đi test thử cái bóng đèn nha các bạn, để coi nó sáng hay không. Rồi mình đi thử máy bơm sau. Sau khi cấp nguồn xong, dùng remote ta test thử nha các bạn. Đó, mình nghe relay nhảy là rồi kế tiếp sau đó là bóng đèn cháy nha. Relay nhảy. Rồi, mình cố định lên miếng dán để đi thử máy bơm cho nó tiện lợi nha.
Ở đây bạn thấy hai sợi dây nguồn, thật ra nó chỉ là một thôi. Bạn có thể nối dây này xuống đây, rồi chúng ta chỉ cần một vít cắm vô là được nha. Rồi, tôi làm vậy để cho các bạn phân biệt được là hai cái nguồn cấp, một cái nguồn cấp cho mạch, một cái nguồn cấp cho máy bơm và thông qua cái mặt vít của relé. Đây là cái máy bơm Panasonic 125W các bạn. Thêm cái nguồn máy bơm vô cái bộ điều khiển nha. Rồi, từ bộ điều khiển mình sẽ ghim nguồn. Đây là cái nguồn của bộ điều khiển. Còn này là cái nguồn của relé nha các bạn. Cái nguồn của mặt vít relé đó, nguồn coi như là nguồn này nguồn của máy bơm đó. Các bạn nhớ là phải để remote nó ăn vô cái sensor này mới có hiệu quả nha. Luôn luôn phải để sensor hướng về cái remote của mình. Đây các bạn coi nó bơm này. Bơm nha. Tắt nha. Bơm nha. Mình xin kết thúc video tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay bổ ích, xin vui lòng like, share, đăng ký kênh để nhận những video sau một sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.